Rồi chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay Mộc xin giới thiệu cho mọi người cái mẫu tủ áo gỗ sồi của bên Mộc nha. Và tủ này là tủ áo gỗ sồi 100%. Xin lỗi mọi người. Là tủ áo gỗ sồi nhưng mà bên trong của nó là gỗ ghép phủ sồi nha mọi người. Mộc sẽ cho mọi người coi một số cái đáy ở đằng sau của nó là gỗ ghép phủ sồi. Xin lỗi mọi người. Và tủ này là ngang 1m8. Giá của nó là 8.300.000. Đây cho mọi người coi, cái này thì anh Thành anh mua về nhá. Bên trong này thì nó là, như mọi người thấy này, mấy cái cắn này là gỗ sồi à. Đó, cái này là gỗ sồi mọi người coi vân à. Mọi người thấy vân đằng trước à. Đó. Cái vân đằng sau à. Đó. Mọi người thấy nó đúng là vân gỗ của nó nha. Cái này gỗ sồi, mọc hay còn gọi là gỗ sồi Pháp á. Và tủ này là 1m8, giá là 8.300.000. Còn 2m thì nó là 9.300.000. Cái cây này thì mọi người có thể để đồ treo nha. Đó. Và bên trong mọi người thấy là các vắt ngăn này nó là gỗ ghép phủ sồi. Là mấy cái vắt ngăn này. Đó. Là gỗ ghép phủ sồi. Và nó là gỗ gì? Thì nó là gỗ cao su nha mọi người. Mọi người thấy này. Bên trong này thì nó sẽ là một gỗ cao su à. Nhưng mà cũng là gỗ tự nhiên nhé mọi người. Nên thằng này thì bạn xài là vô tư nha. Cái đáy này là gỗ cao su à. Vát ngăn là gỗ cao su à. Nhưng mà cái tầng cái này là gỗ thông à. Đó. Để nó pha tới 3 loại gỗ đó. Nhưng mà nó đều là gỗ tự nhiên hết chứ không phải là gỗ công nghiệp nha. Nên cái thằng này là bạn xài rất là tốt luôn. Bạn xài thằng này thì có thể xài cỡ 20 năm là vô tư nha. Cây tủ như thế này, vách ngăn bên trong như vừa cái tấm tầng ngăn này nó cũng là gỗ thông ghép phủ lên. Đấy. Mọi người nhìn mọi người tưởng vân gỗ thiệt nhưng mà thực ra cái này là gỗ ghép rồi. Mọi người để ý nó các khớp này nó gỗ ghép rồi. Đó. Để ý kỹ mọi người mới thấy nhá, nhưng mà nó đều là gỗ tự nhiên hết nhá mọi người, bởi vì nó có một cây tủ người ta làm gỗ công nghiệp á, người ta làm bên trong thì một cây nó sẽ rẻ hơn được 800.000 nữa, nhưng mà cái loại đấy thì Mộc không có bán. Mộc chỉ bán loại gỗ toàn bộ thôi cho mọi người coi bên hông. Bên hông nó cũng là gỗ sồi luôn. Còn cái phần này nó cũng là gỗ cao su ghép xong mình phụ sồi lên thôi, cái tấm vát đằng sau này. Nhưng mà nó cũng là gỗ tự nhiên nha mọi người. Nên cái thằng này xà là nó trồng mối mọt rồi nọ. Là nó xử lý hết rồi. Nên nước, bạn lấy nước bạn lau hay nó bị dính nước cũng không có sao hết. Đấy là cái lợi thế của cái tủ áo bằng gỗ nha mọi người. Đó, một cây tủ sồi như thế này. Giá của nó chỉ có 8.300.000 thôi. Cho mọi người coi. Ở dưới nó có thêm một cái ngăn học kéo đó. Gỗ toàn bộ nhé mọi người. Và cây tủ thờ này, ấy tủ áo này Mộc đang giao đi cho anh Thần nha. Ở bên Trảng Bom. Cái giá này nó cũng rất là đa dạng nhé. Ở khu làng nghề Mộc thì nó cũng có nhiều xưởng người ta làm một cây như thế này. Rẻ hơn 300-400. Nói chung là nó có tùy loại giá của mỗi xưởng. Bởi vì tùy theo độ dày mỏng của sản phẩm mà giá nó cũng khác nhau nữa. Và tủ này nha mọi người, ngang 1m8, cao 2m07, sâu 55, giá là 8.300.000 cho loại 1m8 và 2m là 9.300.000 nha. Giá bao gồm là mộc sơn xịt hoàn thiện và miễn phí giao hàng tận nhà cho mọi người. Và xe bên mình đang giao đi đây nha. Rồi, ok, chào mọi người. Còn đây là một bộ combo của nó nha, là cái bộ mộc cho nhà khách nha. Là cái tủ áo này là ngang 1m8 nhưng mộc nói là 8.300.000. Còn cái giường này là giường sồi Pháp, nó cũng là cùng chất gỗ luôn, là gỗ tự nhiên hết nhá. Thang dẹt là mộc sẽ làm bằng gỗ dầu. Thì một bộ 1m8 2m này mộc đang giao cho khách là 3.800.000. Thì gỗ sồi này như mộc nói là nó có các loại hàng Bắc giá rẻ, và nữa là người ta làm gỗ công nghiệp người ta phủ lên, hoặc là nó là gỗ
gỗ ép với mọi người, nó hay là gỗ ép người ta phủ lên hay xong người ta dán vân, hoặc là cái giường gỗ sồi này nó có cái loại hàng Bắc mà có chỉ cho mọi người trong cái clip mà gỗ sồi nghe sồi Pháp á. Đó, nó có cái loại giường gỗ sồi nghe là cái giường gỗ sồi nó không có sấy thì nó sẽ rẻ hơn so với cái giường này là 300.000 đến 400.000, tùy mỗi cái bên nó bán nhá. Nhưng mà cái loại đấy Mộc nói là mọi người xài rất là dở, bởi vì ấy, xài một thời gian là nó bị nứt, nó ngót ra, bởi vì cái cây của nó không có sấy, với cả những cái va giường của nó làm bằng cái gỗ gì ấy, xong nó phủ vân gỗ lên thôi đó. Thì nếu mà mọi người nếu mà sắp tới Mộc sẽ quay clip chỉ cho mọi người coi là vì sao như vậy nhá. Còn cái giường này là cái mẫu giường và tủ này là của khu làng nghề Mộc làm, là làng nghề đồ gỗ Hố Nai, đó là khu làng nghề Mộc sản xuất. Thì cái loại này là nó có sấy rồi, thì nếu mà cái loại mà có sấy rồi ấy, bạn xài ấy, khoảng 20 đến 25 năm là vô tư nhá. Cái này là Mộc nói thiệt cho mọi người, không hề chém gió, cái này thật sự luôn. Tại vì nếu cái loại này ở khu làng nghề Mộc ấy, là nó làm quy trình gỗ xuất khẩu, là nó sấy rồi, nên xài mấy cái loại này rất là tốt luôn đó. Nếu mà mọi người coi clip của Mộc nhiều, Mộc có quay mấy cái giường này mà nhà Mộc hay là Mộc có cho bạn của Mộc á, nó cũng sử dụng, nhà Mộc cũng sử dụng cái giường này nhá. Đó, nên mấy cái loại mà chất liệu gỗ này ấy, thì xài rất là tốt. Như mấy cái này là Mộc đang giao cho khách này. Đó, 1m6, 2m này, mấy cây này thì chỉ có 3.400.000 thôi. Đang nói về cái giường nhá. Đó. Còn giường 1m8, 2m là 3.800.000, nó sẽ chất lật 400.000. Và cái loại thang dệt này là thang dệt gỗ dầu nha mọi người. Còn đây là mấy anh thợ mình đang giao đi nha. Thì chào tất cả mọi người nha. Nếu thấy clip của Mộc hay thì bạn có thể đăng ký để theo dõi các mẫu bên xưởng của Mộc và của khu làng nghề Mộc, là làng nghề đồ gỗ Hố Nai ở Biên Hòa, Đồng Nai nha mọi người. Vậy là của bà ngoại tốt không? Của bà ngoại thang cứng.